Mời đồng bào và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Nam Trà My. Vừa qua, huyện Nam Trà My tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện năm 2018 cho cán bộ, chiến sĩ, chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng, phó công an xã và cán bộ tư pháp của 10 xã trên địa bàn huyện. Buổi tập huấn lần này, Công an huyện Nam Trà My đã triển khai 3 chuyên đề chính gồm trách nhiệm, quyền hạn và quy trình công tác của công an cấp xã trong việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại nơi cư trú. Những nội dung cần lưu ý về tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện và chuyên đề tha tù trước thời hạn. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ những điều kiện theo quy định của Điều 66, 106 Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần thiết phải buộc họ tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ mà cho họ được chấp hành thời hạn tù còn lại tại cộng đồng. Nhưng nếu trong thời gian chấp hành án tại cộng đồng họ vi phạm nghĩa vụ 2 lần hoặc bị xử lý hành chính 2 lần, sẽ bị tòa án hủy quyết định tha tù có điều kiện, buộc quay trở lại trại giam để tiếp tục chấp hành thời hạn tù còn lại. Trong tuần qua, Đảng ủy quân sự huyện Nam Trà My vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quân sự lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Thanh Hưng, Bí thư huyện ủy, kiêm Bí thư Đảng ủy quân sự, chủ trì hội nghị cùng đông đảo đảng viên của các phòng ban thuộc Đảng ủy quân sự. Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quân sự nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự huyện Nam Trà My đã quán triệt chấp hành nghiêm các chỉ thị hướng dẫn của các cấp, bám sát tình hình địa phương đơn vị, tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cháy nổ cháy rừng, tham gia giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, làm tốt công tác tham mưu đề xuất giúp huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, đẩy mạnh xây dựng quản lý công tác quốc phòng, xây dựng doanh trại, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ đoàn kết thống nhất trong cấp ủy chỉ huy, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Điểm thi số 50 tại huyện Nam Trà My đã diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Năm nay toàn huyện có 180 thí sinh tham gia. Theo hội đồng thi cho biết, năm nay công tác tổ chức thi và coi thi đã được đảm bảo và chuẩn bị chu đáo. Ngay trong buổi thi đầu tiên không có tình trạng lộ đề thi ra ngoài. Theo ghi nhận, năm nay tình trạng phụ huynh học sinh tụ tập xung quanh địa điểm thi giảm hẳn so với năm trước. Tại điểm thi số 50 huyện Nam Trà My, các môn thi gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đều được các thí sinh đăng ký tham gia dự thi. Đặc biệt năm 2018, 100% thí sinh tại huyện Nam Trà My đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2018. Sáng ngày 27 tháng 6, huyện Nam Trà My tổ chức đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua các cấp Hội nông dân huyện Nam Trà My đã bám sát nghị quyết của đảng, tuyên truyền động viên cán bộ hội viên nông dân thi đua khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội hội nông dân huyện lần thứ 10 đề ra. Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị. Hội nông dân huyện đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nên đã thu hút tập hợp được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo sức lan tỏa rộng lớn. Đến nay toàn huyện có hơn 1.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 25 trang trại lớn nhỏ với diện tích trên 500 ha. Để tạo điều kiện giúp đỡ cho hội viên phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng, hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa ngân hàng chính sách xã hội với hội viên,
quản lý dự án cho vay bò sinh sản tại xã Trà Tập, Trà Leng với số tiền là 270 triệu đồng. Dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh với 18 hộ gia đình là 690 triệu đồng. Đại hội Hội Nông dân Việt Nam Trà My đã bầu ra 21 đồng chí nằm trong ban chấp hành, 7 đồng chí trong ban thường vụ. Ông Hồ Văn Xung giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Trà My khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời đồng bào và các bạn theo dõi phóng sự phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Từ khi cây sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam được chính phủ công nhận là sản phẩm quốc gia vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, vùng sâm Ngọc Linh giờ được mở rộng hàng nghìn hecta, phát triển với tán lá rừng nguyên sinh. Hàng năm hàng triệu cây giống từ hạt nảy mầm được đem trồng bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Và từ rừng sâm có khoảng 3 tấn sâm nguyên liệu được đưa ra thị trường để chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và quảng bá thương hiệu sâm quốc gia. Sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam là một trong năm loài sâm quý nhất trên thế giới. Điều này đã được các nhà khoa học trong nước và quốc tế chứng minh bằng hàng trăm công trình nghiên cứu bài bản. Cây sâm Ngọc Linh đang sinh trưởng trên diện tích hơn 1.300 ha ở độ cao từ 1.100 m đến 2.400 m tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Người dân và doanh nghiệp trồng sâm luôn nêu cao ý thức bảo tồn và phát triển nguồn giống một cách bền vững. Họ nâng niu chăm sóc từng hạt sâm, tạo ra những cây sâm giống khỏe mạnh để phát triển vùng nguyên liệu dồi dào. Ở thời điểm hiện tại, một ký củ sâm tươi có giá bán từ 60 đến 200 triệu đồng tùy theo độ tuổi, trọng lượng mỗi củ. Một ký lá sâm tươi có giá hơn 6 triệu đồng. Một cây sâm giống 1 năm tuổi có giá 250.000 đồng. Sâm chính là cây dược liệu đem lại giàu có, ấm no cho người dân. Đây là ngôi nhà xây kiên cố tại thị trấn Tất Bỏ, huyện Nam Trà My, được ông Hồ Văn Bông ở xã Trà Linh mua lại với giá hơn nửa tỷ đồng để lo việc học hành cho các con. Gia đình ông có 4 người con đang trong độ tuổi đi học. Nhận thức được việc học cái chữ là rất quan trọng nên ông cho 3 người con lớn xuống các trường trung tâm huyện để có điều kiện học hành tốt hơn. Tuy nhiên do xa nhà, các con lại học khác trường nên việc tự dạy bảo chăm sóc nhau hết sức khó khăn, nên cần phải có nơi ở ổn định. Để có tiền mua ngôi nhà này, gia đình ông Bông đã bán 2.000 cây sâm giống loại 1 năm tuổi cùng 3 ký củ sâm loại 6 năm tuổi. Công việc chính của vợ chồng ông Bông là hàng ngày tổ chức trồng sâm trên núi Ngọc Linh. Hiện nay gia đình đang có 2 vườn sâm rộng hơn 3 hecta với khoảng 30.000 cây sâm nhiều độ tuổi. Trong đó số lượng cây sâm đang cho hạt giống hiện đạt hơn 7.000 cây. Năm 2018, ông Bông gieo tỉa được 16.000 cây sâm con và chuẩn bị xuất vườn với giá trị gần 4 tỷ đồng. Chủ yếu làm về cây sâm để đầu tư cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ bản thân hai vợ chồng thì cũng lo lắng làm ăn ở trên núi, chăm sóc về cây sâm để là vừa đầu tư cho con cái vừa cải thiện cho cuộc sống gia đình. Nhờ giá trị tăng cao và thị trường tiêu thụ mạnh nên người dân ở Trà Linh đã chú trọng đến việc mở rộng diện tích trồng sâm. Riêng năm 2018, tại xã Trà Linh đã tăng hơn 200 ha và các xã Trà Nam, Trà Cang tăng khoảng 10 ha. Cạnh đó, các doanh nghiệp lớn cũng chớp lấy cơ hội vào thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm theo quy mô khoa học với diện tích hàng trăm hecta. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển sâm Trúc Trà Linh được cho thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh tại địa bàn thôn 2 xã Trà Linh, huyện Nam Trà My. Hiện nay diện tích trồng sâm đã đạt hơn 1 hecta trong tổng số 5 hecta được cấp phép. Vườn sâm của công ty đang có hơn 120.000 cây sâm lớn. Riêng lượng sâm giống thì năm nay gieo ươm được khoảng 30.000 cây. Công ty đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật trồng trọt vào trồng cây sâm. Nhờ đó mà cây sinh trưởng rất nhanh, phòng chống được nhiều mầm bệnh gây hại.
mình mua cái chế phẩm của Trung tâm Ứng dụng Khoa học của Sở Khoa học Công nghệ Quảng Nam lên đây mình lái với cái thỏm thực vật tại chỗ để mình ủ ra cái phân vi sinh mà để cây con ấy, thì tôi thấy rất là hiệu quả. Để tới ngày bữa nay là sâm, vườn sâm giống tôi lên là trên 90%, cây rất là khỏe. Từ ngày cây sâm được nâng tầm giá trị, thì tình trạng buôn bán sâm giả Ngọc Linh xuất hiện khá nhiều. Trong đó chủ yếu là đưa cây tam thất có hình thái gần giống sâm Ngọc Linh để lừa dối khách hàng. Trước vấn nạn này, thì huyện Nam Trà My đã tổ chức các phiên chợ sâm định kỳ hàng tháng. Tại đây thành lập tổ kiểm định có nhiệm vụ quản lý giám sát chặt chẽ nguồn sâm nguyên liệu đưa vào phiên chợ để cung cấp cho khách hàng. Đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp hộ kinh doanh cam kết không buôn bán sâm Ngọc Linh giả. Qua các lần tổ chức phiên chợ sâm đều tạo tin tưởng yên tâm tiêu thụ cho khách hàng. Bình quân mỗi phiên chợ có khoảng 40 ký sâm cũ được người dân Trà Linh đưa xuống bày bán, đem về doanh thu hơn 5 tỷ đồng. Do thương rồi giao lưu buôn bán ở nhà thì giá cả thì không ổn định. Thì nhân đây thì bà con trên xã Trà Linh đem sâm xuống để bán trong hội chợ. Mong rằng giá cả được ổn định để bà con làm ăn ngày càng phát triển hơn. Được tận mắt chứng kiến được những cái củ sâm của núi Ngọc Linh của người dân bản địa đem ra trưng bày và bán tại cái hội chợ như thế này. Và khi mà lên đến đây thì cảm giác của tôi rất là sung sướng và tôi muốn mua được tại tận gốc, tại nơi mà sản xuất ra một cái loại sâm quý như thế này. Một số doanh nghiệp tại Nam Trà My cũng sử dụng chip điện tử tiên tiến truy xuất nguồn gốc để gắn lên sản phẩm đảm bảo chất lượng tuyệt đối cho sâm Ngọc Linh. Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đang đào tạo nhân lực cho Trung tâm Sâm Ngọc Linh Nam Trà My quy trình vận hành hệ thống máy test nhận dạng sâm Ngọc Linh để kiểm định sâm thật giả. Như vậy tới đây tất cả lượng sâm từ vùng Ngọc Linh sẽ được test nhận dạng và dán tem kiểm định trước khi đưa ra thị trường để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng. Theo nghiên cứu khoa học, thành phần dược chất saponin của sâm Ngọc Linh có tác dụng phòng chống ung thư, bảo vệ tế bào gan, cải thiện suy nhược thần kinh, kháng các độc tố, tăng cường sắc đẹp phái nữ, vân vân. Vì vậy đã có nhiều doanh nghiệp lớn nghiên cứu chế biến sâm nguyên liệu thành sản phẩm rượu sâm, viên ngậm, thực phẩm chức năng, sâm ngâm mặt, nước tăng lực, trà túi lọc, kẹo sâm, vân vân. Các doanh nghiệp cũng cam kết đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến dược liệu theo quy trình công nghệ cao để tạo ra nhiều sản phẩm gia tăng ngay tại địa bàn Quảng Nam. Khi đó sẽ có hàng ngàn sản phẩm từ sâm Ngọc Linh cung cấp ra thị trường trong nước và quốc tế, giúp thương hiệu sâm trở nên nổi tiếng khắp các châu lục và thể hiện được trí tuệ của người Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ dược phẩm, mỹ phẩm. Có những cái sản phẩm thật đặc thù, sản phẩm thực sự có chất lượng thì chúng ta mới bán được. Thì ngành y tế chúng tôi thì có thuốc, có thực phẩm chức năng, có mỹ phẩm. Đó là những lĩnh vực mà tạo ra cái đầu ra rất quan trọng. Thế thì trước mắt là chúng tôi phối hợp với các bộ để đưa ra được những cái sản phẩm thực sự là có cái chất lượng trên thị trường để giúp bà con tiêu thụ được cái đầu ra. Thứ hai nữa là cũng tiếp tục cùng phối hợp với các bộ ngành để tham mưu chính phủ những chính sách đặc thù về giống, về nuôi trồng, về phân bón, rồi là về các giá trị thương phẩm để mà tận dụng được một cái cơ hội rất quan trọng là Thủ tướng vừa đưa cái cây sâm Ngọc Linh vào một cái sản phẩm quốc gia. Để đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam và xúc tiến thương mại thu hút đầu tư vào cây dược liệu quý của quốc gia, thì hàng năm huyện Nam Trà My cũng tổ chức lễ hội sâm diễn ra đầu tháng 8. Mục đích là giúp cho người dân Việt Nam và du khách quốc tế biết đến công dụng của sâm Ngọc Linh, xây dựng nét văn hóa đặc trưng cho cây sâm Việt Nam thông qua các hoạt động nghệ thuật, hội chợ triển lãm, hội thi sâm, vân vân. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quyết định phê duyệt đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia sâm Việt Nam, sâm Ngọc Linh thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Mục tiêu của đề án này là nhằm phát triển khoảng 50 tấn dược liệu sâm Việt Nam trên một năm và tăng lên khoảng 500 tấn trên một năm vào năm 2030.
phát triển cây giống sâm Việt Nam chất lượng cao, đạt tổng quy mô 5 triệu cây giống trên năm, thu hút ít nhất 10 doanh nghiệp đầu tư sản xuất thương mại sản phẩm từ sâm Việt Nam, đạt doanh thu không dưới 100 tỷ đồng trên năm. Theo quy hoạch, đến năm 2025, thì riêng huyện Nam Trà My sẽ có 7 trên 10 xã tổ chức trồng sâm dưới tán rừng già trên diện tích 15.000 ha. Khi đó, sản lượng sâm Ngọc Linh mỗi năm cung ứng ra thị trường đạt trên 10 tấn củ và lá. Từ đây tạo cơ chế để sâm Ngọc Linh từng bước khẳng định thương hiệu sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Trồng và phát triển cái sâm Ngọc Linh ở dưới tán rừng thì vừa góp phần là tạo được cái giá trị gia tăng rất là cao, phát triển cái đời sống. Và đồng thời hơn, nó lại giúp bảo vệ môi trường, giữ gìn cái tán rừng độ che phủ. Và thông qua đó thì chúng ta có được một cái giải pháp hết sức quý báu trong cái phát triển kinh tế một cách bền vững. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt một cái vấn đề là làm sao xem xét một cách thấu đáo để cái khả năng di thực tại những cái vùng có cái độ cao tương tự và có cái tiểu khí hậu cũng như là cái thổ nhưỡng tương tự này để tạo ra cái cơ hội có thể mở rộng ở cái quy mô khác đối với chúng ta. Đầu tháng 8 năm 2018, Ủy ban Dân tộc Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn Phát triển Dân tộc Thiểu số với chủ đề Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh. Nội dung trọng tâm là bàn về giải pháp di thực sâm Ngọc Linh đến 122 huyện miền núi ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên để mở rộng diện tích trồng sâm và đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào phục vụ nhu cầu cho nhiều thành phần xã hội. Muốn hay không muốn tạo việc phát triển vùng nguyên liệu và đa dạng hóa vùng nguyên liệu theo quan điểm của tôi. Tức là nguyên liệu truyền thống là trên vùng sâm Ngọc Linh thì tiếp tục nghĩa là giữ cái nguồn giống gốc của sâm Ngọc Linh trên cơ sở đó để phát triển cái vùng mà nó mang tính là nguyên ủy đã có. Bên cạnh đó thì vẫn tiếp tục nghiên cứu để di thực được ở những cái vùng tương cận mà có thể phát triển. Tại hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam tổ chức ở Lào Cai hôm tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sâm Ngọc Linh là quốc bảo của ngành dược liệu Việt Nam bởi vì cây sâm có 3 giá trị đặc hữu, đó là bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và làm giàu cho người dân, doanh nghiệp. Chính vì thế, việc phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam sẽ gìn giữ được bảo vật dược liệu quốc gia cho muôn đời sau và góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai gần. Với sự vào cuộc quyết liệt của bộ ngành ở trung ương của tỉnh Quảng Nam trong việc kiến tạo những cơ chế ưu đãi để mở rộng vùng nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm gia tăng có chất lượng cao và hướng tới mục tiêu di thực tới nhiều địa phương khác, đang góp phần quan trọng vào việc phát triển thương hiệu quốc gia sâm Ngọc Linh, sâm Việt Nam. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình Nam Trà My. Xin kính chào và hẹn gặp lại.